Xin chào các bạn em, cô là Hải Yến và cô là giảng viên tiếng Anh tại trung tâm SEDU English Center. Cô đã từng tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương khoa tiếng Anh thương mại và với 5 năm giảng dạy thì cô đã đào tạo ra hàng nghìn sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó thì cô cũng đã đạt được những chứng chỉ quốc tế ví dụ như là TOEIC hay những chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài như là TESOL. Vì thế cô đã có cơ hội để đào tạo cho những bạn sinh viên không chỉ là sinh viên Việt Nam đâu mà là những bạn sinh viên đến từ Lào, đến từ Nhật Bản hay là đến từ Hàn Quốc. Và ngày hôm nay cô rất vui khi được có mặt ở video này để chia sẻ với các em về một khóa học cực kỳ tuyệt vời và vô cùng hữu ích dành cho những bạn nào đang loay hoay trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và khóa học mà cô muốn giới thiệu với các em ở đây có tên là 12 giờ làm chủ phát âm. Đến với khóa học này thì cô tin rằng nó sẽ là một cái nền tảng cơ bản nhất, là một viên gạch đầu tiên để giúp các em trong quá trình chinh phục tiếng Anh của mình. Và rất vui khi cô sẽ là người trực tiếp đồng hành với các em trong khóa học 12 giờ làm chủ phát âm. Và sau khóa học, các em sẽ nhận được rất nhiều giá trị. Giá trị đầu tiên đó chính là các em sẽ biết cách làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn được 44 âm phổ biến nhất trong tiếng Anh, chính là 44 âm trong bảng IPA. Một giá trị thứ hai nữa mà cô muốn chia sẻ đối với các bạn đó chính là sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Khi các em đã biết được sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt, cái cách phát âm như thế nào thì chắc chắn là các em sẽ hiểu hơn và khi đó các em sẽ biết cách làm thế nào để phát âm chuẩn hơn. Một giá trị thứ ba mà cô muốn chia sẻ với các em đó chính là 100 từ vựng của 5 topic phổ biến nhất để các em có thể ứng dụng được vào cuộc sống của mình ngay sau khi kết thúc buổi học. Giá trị thứ tư cô muốn mang đến cho các bạn đó chính là phương pháp học tập từ mới theo chuẩn TESOL để các em có thể làm thế nào sử dụng được từ và nhớ từ rất lâu. Và một giá trị thứ năm mà cô muốn hướng đến cho các bạn đó chính là những tập tài liệu rất hữu ích và rất thực tế để các em có thể vừa sử dụng được ở trên lớp, vừa sử dụng được ở nhà một cách dễ dàng và hiệu quả. Một giá trị cuối cùng nhưng cô nghĩ đó là một trong những giá trị quan trọng nhất của khóa học đó chính là làm thế nào để các em có được một tư duy đúng trong việc học tiếng Anh, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn của các em nữa, không chỉ dừng lại ở 6 buổi trong khóa học phát âm mà còn cả quãng đường của các em đến tương lai nữa. Và đối tượng nên tham gia khóa học 12 giờ làm chủ phát âm này của cô, thứ nhất đó chính là những bạn sinh viên mất gốc hoàn toàn. Các em vẫn còn đang loay hoay, không biết là nên bắt đầu từ đâu, không biết là em sẽ làm thế nào để có thể có được chứng chỉ tiếng Anh đủ để ra trường, hay làm thế nào em có thể đủ tiếng Anh để xin việc, thì hãy đến với khóa học này, các em sẽ tìm được câu trả lời dành cho mình. Và một đối tượng thứ hai nữa mà cô muốn hướng đến đó chính là những bạn đã có được cái nền tảng về phần phát âm và nền tảng về phần từ vựng rồi. Tuy nhiên các bạn vẫn chưa sử dụng được, các bạn vẫn chưa khai phá được hết tiềm năng của mình. Vậy thì khi đến với khóa học các bạn sẽ có cơ hội nhiều hơn được thể hiện và sẽ được tạo động lực nhiều hơn để các bạn có thể tiếp tục chinh phục tiếng Anh. Và một đối tượng nữa mà cô rất muốn hướng đến đó chính là những bạn đã có từ vựng tiếng Anh rồi, đã có phần phát âm rồi, đã có thể nghe hiểu được người nước ngoài nói gì rồi, nhưng các bạn rất ngại và các bạn rất sợ trong cái việc nói tiếng Anh. Và cô thấy đó quả là một điều cực kỳ lãng phí, bởi vì các em đã có được những điều người khác chưa có rồi nhưng các em vẫn chưa vận dụng được hết, vẫn chưa thể hiện được hết. Vậy thì khi đến với khóa học 12 giờ làm chủ phát âm, các em sẽ không chỉ làm chủ phát âm, làm chủ từ vựng mà còn làm chủ được sự tự tin của mình nữa. Và như các em đã biết là cô đã có hàng nghìn sinh viên, hàng nghìn những bạn học viên và các bạn đã đạt được những thành tựu rất tuyệt vời. Có những bạn đã có thêm động lực tiếng Anh, đã có động lực để học tiếng Anh, đã có thêm tình yêu tiếng Anh. Có những bạn bây giờ đang đi du học ở Philippines, Canada hay là Australia hay là Úc. Đó, tất cả các bạn đã cùng rất cố gắng và đã đạt được một phần nhỏ nào đó trong những mục tiêu mà các bạn đã đặt ra. Và chính vì vậy mà cô rất hy vọng là các em sẽ có được những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời tại khóa học 12 giờ làm chủ phát âm. Và cô hy vọng rằng các em đừng bỏ lỡ cơ hội này mà chúng ta hãy nắm bắt lấy cơ hội. Ngày nào các em còn bỏ lỡ cơ hội là ngày đó thành công còn cách xa các em. Và vì vậy hãy đừng chần chừ gì nữa, đăng ký ngay khóa học ở đây. Và cô rất vui khi được gặp lại các em trực tiếp tại khóa học 12 giờ làm chủ phát âm.